Ê, cho anh em shop mình về Thiên Thành. Giới thiệu cây đàn S900 ha. Cây đàn này màn hình nó còn riêng luôn. Màn riêng. Màn hình riêng thì anh em mới chỉnh được. Còn màn hình thì nó họ thay rồi, màn hình ô tô thì nó nhìn nó khác. Cái đàn này thì ngoại hình đã làm lại rồi ha. Đã tăng trang đẹp. Cái đàn mà năm 2004-2005 đến giờ thì nó phải gần 19-20 năm rồi. Đây, cái đàn này mình trong cây đàn này đánh xô nhỏ đồ vẫn được, dữ liệu đầy đủ ha. Dữ liệu đồ đầy đủ à. Dữ liệu đầy đủ. Mình có tặng USB. Đàn này chỗ shop mình bán ra 6,5 triệu anh em ha. Yamaha S900 khá là chất lượng trong cái tầm giá. Tầm 6 triệu thì anh em 6,5 triệu thì anh em mua được cây 473 mà cũng đàn mới thì nó cũng khoảng 7-9 triệu rồi. Cây này nó dễ sử dụng hơn, nó cái chức năng đó thì nó dễ thao tác hơn, nó thân thiện hơn với nhạc công ha. Rồi, cảm ơn em. Mình có gì có liên hệ qua shop, qua Zalo cũng như kênh YouTube.